Chúng ta sẽ hồi hộp chờ đón xem. Thế đây thầy sẽ làm gì với cái này? Nhờ tí. Mày quay của tao nhá. Thì có gì tao nhảy lên bên trường. Đấy, cứ quay đấy, cứ giữ đấy thôi. Rồi, cứ để giữ đấy thôi. Cứ giữ đấy. Cho tôi mời đây là bốn nhà thân niên ở đây trường bên đây. Lúc cho tôi là sau khi tôi là hai anh nhìn nhân của tôi mà dạy cái bài này. Cái này kéo luôn là cái chân này xuống thì thôi, còn nếu mà không xuống đây là tiếp tục là được kéo. Đúng rồi. Đấy, sau đó coi như là lúc nào tôi mời thì bây giờ mới được kéo, và tôi chưa mời thì không được kéo. Còn nếu mà không có các anh chàng trai hộ này đấy thì cái chân này nó có cứ lên mà hai anh này nó cũng đẩy ra. Đẩy đến lúc nào tôi là một anh gái rồi thì thôi. Cho nên là đề nghị các anh tức là họ hỗ trợ. Xin phép tăng sự một chút để tôi sẽ khuyến cáo đối với quý vị khán giả, và đặc biệt là xin đề nghị các bạn thanh niên ở phía dưới đây, các bạn sẽ giúp tôi bảo vệ an toàn cho các bạn tham gia phần chơi này. Vâng, vì là khi xô đẩy thì có thể là sẽ bị lao xuống dưới. Xin đề nghị bên này đã chuẩn bị người giúp chưa? Chuẩn bị các bạn thanh niên giúp ở bên này. Và chúc mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với lễ hội kéo trời của dân tộc Pà Thèn. Đây một lần trong những lễ hội hết sức quyền bí. Khi thầy pháp sư đi qua cầm trên tay cây gậy, và khi thầy xin mời các bạn pháp sư, hai người xin mời hai bạn sẽ là kéo cây gậy xuống nhé. Các bạn nhớ không được du đổ cây gậy mà kéo xuống đất, kéo làm sao để cho cây gậy không bị nghiêng. Các bạn sẽ không được làm cho cây gậy bị nghiêng, và cây gậy cứ thẳng đứng, làm sao để cho cây gậy bị rơi xuống đất, cắm được xuống đất. Thế là hai người nữa, các bạn tuyệt đối không được làm đổ cây gậy. Các bạn nhớ rằng chỉ kéo cây gậy, không được làm đổ. Không được làm đổ, rất tiếc, không được làm đổ, chỉ kéo xuống, bạn phải nhớ. Xin kính chào tới tất cả quý vị và các bạn thân mến. Đối với lễ hội kéo trời thì nó khác với các lễ hội khác. Ở chỗ đây là lễ hội này, sau khi cây gậy đã được hai nghệ nhân của chúng ta dâng lên như thế này, mà pháp sư đã cho phép các bạn chỉ được kéo xuống, tuyệt đối không được kéo sang hai bên. Và thưa quý vị, xin quý vị hãy lưu ý giúp. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với lễ hội kéo trời. Ở lễ hội này thì các nghệ nhân của chúng ta sẽ phải cầm chặt cây gậy, cầm rất chắc, không được bỏ bất cứ một tay nào, dù là tay phải hay tay trái. Hai vai ghé vào nhau và kẹp ở giữa đó là một cây gậy dài tới 3 mét và rộng khoảng 30 cm. Và pháp sư đang làm phép, cây gậy từ từ bay lên khỏi vật đất. Và sau khi pháp sư cho phép, chúng ta có thể hai người, bốn người, rồi sáu người, lên tới 12 người, để làm sao có thể kéo được cây gậy này cắm xuống đất. Các bạn lưu ý, cây gậy cắm xuống đất chứ không phải đổ ra đất. Mỗi người một bên, làm sao để cân nhất có thể. Các bạn kéo hết sức mình, cố gắng kéo hết sức mình để cây gậy có thể cắm được xuống đất. Và lưu ý đừng để câu cây gậy bị đổ. Tiếp tục. Các bạn hãy cân người, cứ hai người một. Các bạn lưu ý từ từ, giữ nguyên. Vâng, hai nghệ nhân của chúng ta đã bỏ cuộc. Vâng, pháp sư xin mời các bạn lên trên này hết ạ. Cái đội nghệ nhân ạ, xin mời đội nghệ nhân sẽ bước lên sân khấu. Xin mời đội nghệ nhân bước lên sân khấu ạ. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lại với lễ hội kéo trời. Đây là một trong những lễ hội rất huyền bí của dân tộc Pà Thèn tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình. Và các bạn thanh niên, chúng ta hãy chờ xem khi nào pháp sư cho phép thì các bạn có thể hai người một. Các bạn hãy lưu ý hai người một và đảm bảo cho cây gậy sẽ đứng thẳng, không bị cong, không bị đổ.
Vâng, hiện nay tôi thấy là pháp sư của chúng ta đang co chân lên và xin ra tín hiệu cho hai bạn thanh niên. Xin mời hai bạn thanh niên hãy cố gắng kéo được cây gậy để cắm xuống đất. Các bạn hãy lưu ý là cây gậy phải cắm xuống đất nha. Vâng, cây gậy tiếp tục hai người nữa. Xin mời hai bạn. Các bạn hãy cố gắng kéo thật tốt, kéo làm sao để cho cây gậy có thể cắm được xuống đất. Vâng, mấy người đã cắm xuống đất rồi. Vâng, rất là tuyệt vời. Các bạn thật là khỏe mạnh và rất là dũng mãnh. Và rất tiếc là cặp kính của bạn đã rơi xuống đất. Xin cảm ơn pháp sư. Vâng, kính thưa quý vị, thưa toàn thể bà con và các bạn thân mến, phần lễ hội kéo chày của dân tộc Bà Thẻn, thôn Đi Bắc, xã Tân Bắc, huyện Quảng Bình sẽ khép lại chương trình giao lưu văn nghệ đặc biệt buổi tối ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa thay lời cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu. Tiếc quá, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và các bạn đã đến.